Trung tâm điện tử Tầm Hoa xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Vâng, trước mặt các bác và anh em đây, bên em tiếp tục lên sóng giới thiệu các bác anh em vừa về được mấy mẫu súp đây, mấy mẫu súp đây. Đây, đây là trước mặt các bác và anh em đây là một cặp súp kép của PV. Đấy, bát 40 từ 220 côn họng 100. Đấy. Này, cặp súp phải nói là tuyển được cặp súp quá đẹp này các bác anh em này. Đấy, cặp súp kép. Đấy. Bát 40 từ 220 côn họng 100. Đấy. Đấy, một chiếc bát được thiết kế ngoảnh vào trong và một chiếc bát bên trên được thiết kế ngoảnh ra ngoài này. Đấy, thùng gỗ quy mô ship. Sơn cát. Đây. Đấy, thiết kế rất là sâu các bác anh em nhá. Đấy, chiều sâu rất là sâu này. Dòng này phải nói là bát nó thả phải nói là thấu tim này. Đấy, một cặp súp kép đẹp không tì vết. Đấy, rất là nặng các bác nhá, được thiết kế hai bánh xe ở phía sau để dễ dàng cho chúng ta vận chuyển súp. À, đẹp xuất sắc, không một lỗi nhỏ. Đấy, đẹp từ trong đẹp ra các bác nhá, đẹp từ trong đẹp ra nhá. Dòng này chơi hay bày đẹp, bát của nó thả phải nói là thấu tim này. Đấy, cặp súp zin nguyên bản từ A đến Z anh em nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu cặp này liên hệ bên em. Chơi hay bài đẹp. Đấy, đẹp không tì vết này. Đấy, thì ngày hôm nay bên em về được có mấy mẫu nhá. Đây là một mẫu PV. Bát 50, bát đơn bát 50 này, 118 này. Đấy, con này đang có giá đầu tư là 7 triệu rưỡi các bác nhá, 7 triệu rưỡi. Zin nguyên bản hết. Và đây là một mẫu Sẹo Phim Vega 18B. Đấy, bát 50 từ 2 côn họng 77. Con này có mức giá đầu tư là 9 triệu nhá, thùng da nhá, thùng vỏ da nhá. À, đây là cặp súp kép này. Cặp súp kép này của PV có cái mã là DTH215B, ở dòng cao cấp nhất của PV. À, hỗ trợ bằng 3 cổng jack lưu trích anh em này. Đấy, hỗ trợ bằng 3 cổng jack lưu trích nhá. PV hàng made in USA. Chở kháng 4 ohm anh em này. Đấy. Công suất rất là lớn. À, đẹp lắm, đẹp lắm các bác nhá. Này, đây, bánh xe được thiết kế để cho chúng ta dễ dàng di chuyển súp. Đấy, một cặp súp phải nói là đẹp mãn nhãn này. Đấy, thùng Vimo ship sơn cát. Đấy, thì với cặp súp kép PV có mã DTH215B, cấu hình 2 bát 40 từ 2 côn họng 100. Đấy. Đẹp lắm các bác nhá. Kích thước chiều cao của thùng được thiết kế rất nhỏ gọn. 1 mét thôi. Đấy, chiều cao chỉ là 1 mét. Bề ngang này là 46 cm, chiều sâu khoảng gần 80 anh em nhá. Đấy, chiều sâu khoảng gần 80 cm. Đấy, bao zin nguyên bản từ A đến Z cho các bác cặp súp này. Đấy, đẹp lắm. Đẹp lắm các bác nhá. À, chơi hay bài đẹp. Bác nào chơi cặp này phải nói là quá đỉnh này. Đấy. Chiều sâu gần 80 cm, chiều ngang của thùng rất nhỏ gọn 46. À, đẹp lắm, đẹp lắm, chật lắm, chật lắm các bác nhá. Sơn cát, dòng sơn cát dễ vệ sinh lau chùi. À, đẹp không tì vết này. Đấy, thì với cặp súp kép PV DTH dòng cao cấp nhất của PV có mã là 215B, thì cặp súp này đang có giá đầu tư là 26 triệu. Bác nào có nhu cầu hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Và ở cái video sau bên em sẽ mở cái nội thất này quay cho anh em nội thất zin nguyên bản và nó đẹp như thế nào. Đấy. À, đẹp lắm, đẹp lắm các bác nhá. Này. À, đẹp, súp quá đẹp này. Đấy, tuyển được cặp súp phải là thiếu thùng xốp. Ai. Đấy. Từ 2 côn họng 100, mang giấy gân vải tẩm dầu. Đây. À, các bác có quan sát hai cái bát bên dưới này, sắt từ này. Đấy.
chưa có cái dấu hiệu hoen ố da mặt sắt từ nhá. Đấy, giá 26 triệu đồng thôi. Đấy, bát thả thấu tim. Rồi ok, xin chào tất cả anh em và xin hẹn gặp lại các bác và anh em vào những video tiếp theo nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại.